Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng những loại cây giống mà dễ trồng nè, cho trái quanh năm, thu hoạch định kỳ, dễ chăm sóc, đầu ra ổn định thì quý bà con chúng ta tham khảo về cái giống Sabo Cần Thơ này ha bà con. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và bên trung tâm cây giống chỉ xài hai số điện thoại duy nhất hiện trên màn hình là 0345679887 và 0777403339. Hai số điện thoại trên đều có xài Zalo hết nha bà con. Còn ngày hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái cây Sabo Cần Thơ nha. Sabo Cần Thơ thể loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây chiết nha bà con. Cây chiết như vậy thì quý bà con chúng ta về trồng nó rất là nhanh cho trái nha. Bên trung tâm cây giống sẽ chiết từ những cái cây bố mẹ, từ những cái cây đang mang trái. Thì quý bà con chúng ta về trồng rất là dễ làm trái nha, thậm chí là nuôi trong cái chậu rất là nhỏ giống như vậy. Bạn này ra trái rất là sum xuê trên cây luôn á. Đây hết bà con. Đây là cái trái Sabo Cần Thơ nè. Bên Ly nuôi trong cái chậu rất là nhỏ nè, bạn này đang đậu trái nè. Trái rất là nhiều nha. Sabo Cần Thơ trọng lượng của trái thì từ 300g nha bà con, 300g đến 500g. Nếu như chúng ta chăm sóc tốt hơn thì có thể là to hơn nữa nha. Nè, cái trái này thì nó tầm khoảng hơn gam rồi đó, tức là hơn một lạng đó bà con. Không riêng gì một trái nha, trên cây thì còn rất là nhiều trái. Đây là hai cái trái nhỏ nè, còn đây là hoa này ha, còn đây là trái lứa lứa nè. Sabo Cần Thơ thì dạng trái dài nha, Sabo Mexico thì dạng trái tròn, còn bạn Sabo Cần Thơ này thì dạng trái chài. Còn cái chiều cao của cây thì từ mặt chậu lên đó bà con thì nó cao tầm khoảng là 1m đến 1m2, 1m4 đều có nha. Tùy theo cây nữa ha bà con, có cây thì nó cao thì cái tàn nó sẽ không có đẹp, còn cái cây nó hơi ngắn nhưng mà cái tàn nó xè tròn ra bà con, nó rất là xinh ha. Cây nào hầu như là cũng đang hoa đang trái hết nha bà con, cây nào nó cũng đang hoa đang trái hết giống như vậy nè, trái nè. Còn cây bên đây nữa nè, Sabo Cần Thơ này nó rất là ít cám nha bà con, ít cám á, ngoài vỏ ngoài nó ít cám, ở trong ruột ở trong thì ăn nó sẽ ít cát ha, ăn nó sẽ mịn, nó mềm, nó ngọt nha bà con, ăn rất là ngon. Sabo Cần Thơ hiện tại thì ăn ngon nhất trong các loại Sabo luôn ha. Còn đây trái nữa nè, trái sum xuê luôn ha, nó nằm ở trong đó bà con. Cái lô này thì còn rất là nhiều, cây nào nó cũng đang hoa đang trái giống như vậy nè, nguyên đây nguyên cái đùm ở trong đó, bà con thấy không ạ? Đó, hai trái nè, đùm đó hai trái luôn nha, rất là dễ đậu trái nha bà con. Sabo Cần Thơ này quý bà con chúng ta nào thích trồng chậu á thì chúng ta cũng có thể trồng chậu được nha. Sabo này không kén đất, không kén vùng nha bà con, dùng đất mặn, dùng đất phèn thì chúng ta cũng có thể trồng được luôn nha. Bạn này mà nước mặn mà tầm khoảng là từ 4 chấm trở lại thì chúng ta tưới vô tư luôn nha bà con, phát triển mạnh ở trên vùng nước mặn hoặc là vùng đất bị nhiễm phèn nha. Cô chú anh chị nào ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì chúng ta cũng có thể trồng vô tư được cái cây Sabo này luôn ha bà con, phát triển tốt ở trên chậu luôn. Nhiều anh chị cũng hỏi Ly là cái cây Sabo Cần Thơ có trồng chậu được hay không, thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn nha. Trồng chậu vô tư nha bà con, Ly nuôi trong cái chậu rất là nhỏ như vậy nè, mà bạn này ra trái rất là sum xuê trên cây ha bà con, thậm chí là đang hoa đang trái. Bạn này thể loại trái truyền nha, hết cái đợt trái này là nó sẽ ra cái đợt trái kia nha bà con. Còn giá trị kinh tế hiện tại thì cũng là từ 60.000 đến 80.000 trên 1kg nha bà con, giá trái thì còn rất là ít, tại vì bạn này trong cái thời gian đang nhân giống nha, tỷ lệ trái ra thị trường nó cũng rất là ít đó bà con. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng những loại cây giống mà dễ trồng nè, cho trái quanh năm, thu hoạch định kỳ, dễ chăm sóc, đầu ra ổn định thì quý bà con chúng ta tham khảo về cái giống Sabo Cần Thơ này ha bà con, ăn rất là ngon nha. Giá hiện tại thì rất là cao, giá từ 60.000 đến 80.000. Nếu mà quý bà con chúng ta trồng Sabo không có cần cao nha, từ 20.000 đến 30.000 1kg thì quý bà con chúng ta lãi rất là nhiều, tại vì bạn này không có tốn tiền chăm sóc nhiều, không có tốn tiền bao bọc trái nè, là cái thứ nhất nè. Thứ hai, nó rất là nhẹ công chăm sóc nha bà con, cho trái quanh năm luôn. Mỗi đợt thu như vậy thì chúng ta vô phân một lần thôi nha bà con. Sabo Cần Thơ tuổi thọ rất là cao ha, thời gian cho trái nó cũng rất là nhanh, từ 15 đến 18 tháng thì chúng ta có thể để trái được nha, cho trái rất là sớm. Thậm chí quý bà con chúng ta lấy cây giống từ trung tâm cây giống về nhà thì đã ra trái rồi, nhưng mà chúng ta trồng chậu, trồng chơi, trồng thưởng thức một vài cây thì chúng ta để trái nha. Còn nếu như quý bà con chúng ta nào trồng kinh tế thì chúng ta nên lãi bỏ nha bà con, lãi những cái hoa này nè, những cái trái này chúng ta bỏ đi hết nha, để dưỡng cây, nuôi cây ha, cho cây nó cứng cáp, cho cây nó đủ trưởng thành, chúng ta làm trái thì sau này năng suất nó sẽ cao hơn gấp 2, gấp 3 lần nha bà con. Một cái cây Sabo Cần Thơ tầm khoảng là từ năm thứ 3 tới năm thứ 4 trở lên thì trên cây của chúng ta mỗi đợt thu như vậy là từ 50kg, 70kg, thậm chí lên tới 100kg nha con. Mỗi đợt trái á, trái truyền mà, mỗi tháng như vậy thì chúng ta kinh doanh được một lần, một năm như vậy thì chúng ta kinh doanh được trên một cái cây như vậy cũng rất là nhiều nha bà con.
chúng ta tính giá bình quân thôi, tầm khoảng là từ 30.000 một kg thôi, chúng ta không có tính giá cao nha bà con. Mà từ 50kg trên một cây một đợt thu như vậy là 1,5 triệu trên cây, mà khu vườn của chúng ta mà nhiều cây nhân lên thì nó cũng rất là nhiều tiền ha bà con. 100 cây thì một đợt thu như vậy thì cũng là khá là nhiều, nhiều quá ly chứ không được. Còn đây là cái hoa nè ha bà con, cái hoa của cây Sabo Cần Thơ đây. Cái hoa Sabo Cần Thơ thì khi nó còn nhỏ nhỏ như vậy thì nó sẽ có màu cam nha bà con, nó sẽ có màu cam, cái nhị nó sẽ có màu cam nè. Khi mà nó nở hẳn ra thì nó sẽ thành màu trắng nha bà con. Đó, nó sẽ thành màu trắng. Còn đây là trái con nè. Cây nào cũng như cây nấy hết nha. Có chủ đầu tư này thì cũng trồng là hai cây Sabo Cần Thơ. Đó, một cây hồng xiêm xoài. Đó, cây của anh cũng có trái nè, có trái nhỏ nè, rồi có hoa nữa ha. Cây đang hoa đang trái mà. Chiều cao của cây thì từ 1m2 ăn lên hết nha bà con. Có cây thì cũng 1m. Cây 1m thì cái tàn nó sẽ tròn hơn, nó sẽ đẹp hơn. Cái cây cao thì nó giống như là cái nhánh hơi ít á, chiều cao nó có nhưng mà cái tàn nó không có tròn nha bà con. Đi chia sẻ cũng rất là kỹ nha. Thì nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng cây Sabo Cần Thơ, trồng kinh tế hoặc là trồng chơi, trồng một vài cây, thì quý bà con chúng ta muốn mua hàng của bên trung tâm cây giống thì bên Ly sẽ có mấy các bạn chuyên viên á tư vấn cho quý bà con chúng ta, gọi cho quý bà con chúng ta xem cây nha. Quý bà con chúng ta ưng cây nào thì bên trung tâm cây giống sẽ đóng cây đó cho quý bà con ha. Còn cái lô này thì Ly đang nuôi lại nè. Cây nào cũng đang ra hoa hết. Bạn này thì rất là dễ trồng nha bà con, Ly xin nhắc lại ha. Vùng miền nào quý bà con chúng ta mà bị nhiễm mặn nặng luôn nha, bị nhiễm phèn thì chúng ta cũng có thể trồng được cái cây Sabo Cần Thơ này nha bà con. Cây nào nó cũng đang hoa đang trái hết. Mua cây về thì có trái dùng ngay luôn nha bà con. Trồng chậu, trồng đất, trồng sân thượng đều được. Bên trung tâm cây giống thì thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta những loại cây kinh tế là nhiều nha bà con. Thì bên Ly có những cái cây để cho quý bà con chúng ta trồng chậu. Thứ nhất là cây Sabo Cần Thơ nè, còn cái thứ hai là cây nhãn tím, cây thứ ba là cây lựu đỏ Ấn Độ, còn cây thứ tư nữa là cây tắc Mỹ. Tắc Mỹ còn gọi là cây tắc ngọt đó bà con. Rồi cây hồng đen sô cô la, cây bánh kem, cây vú sữa hoàng kim, cây na sầu riêng ha bà con. Cây nhãn xuồng tím, vân vân. Cũng có rất là nhiều loại cây để quý bà con chúng ta trồng chậu nha. Ly thường xuyên chia sẻ giống như là 80% là cây trồng kinh tế, còn 20% thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta trồng chậu, trồng vườn, trồng giải trí ha. Trồng sau những ngày mệt mỏi thì chúng ta về có những cái cây giống mà chúng ta chăm sóc cho cây ha. Để chăm sóc cho cây để cho một ngày của chúng ta nó sẽ thật là ý nghĩa hơn ha bà con. Có nhiều kiến thức về nông nghiệp hơn, có nhiều kiến thức về cái cây trồng hơn ha. Và đặc biệt chúng ta chăm sóc ra trái thì chúng ta có trái để chúng ta ăn thì nó cảm giác nó sẽ ngon hơn, nó sẽ thích hơn và nó sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều nha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta cầm tiền ra chợ mua thì nó rất là dễ dàng ha, nhưng mà chúng ta tự trồng ra trái ngọt thì chúng ta có kinh doanh, có những cái trái đầu tiên chúng ta ăn thì nó cảm giác nó rất là thích. Riêng Ly cũng thích đó nha. Ly thì cũng có những cái vườn, Ly thì thích trồng nho nha. Ly trồng nho Bình Thuận đó bà con. Khu vườn nhà Ly thì trồng 30 cây nho Bình Thuận. Còn ba mẹ thì thích trồng cây kinh tế thì ba mẹ thì chọn cây sầu riêng ha. Cũng có trồng Sabo nữa nhưng mà trồng chỉ có một vài cây để thưởng thức thôi. Nhà đất cũng còn rất là ít nhưng mà cây gì cũng muốn trồng hết á. Còn đây là cái hoa nè. Đó, cái hoa của cây Sabo Cần Thơ đây hết rồi con. Bạn này thì ăn rất là ngon nha. Ly xin chia sẻ lại cho quý bà con chúng ta. Sabo Cần Thơ ăn rất là ngon, trong ruột nó sẽ màu đỏ nâu, dạng trái dài nha. Trọng lượng của trái thì từ 300g đến 500g, trái rất là to nha bà con. Thời trang cho trái rất là sớm, trồng được nhiều vùng miền luôn ha. Dùng đất bị nhiễm mặn, bị nhiễm phèn thì quý bà con chúng ta cứ vô tư mà trồng nha bà con. Trồng chậu cũng rất là ok ha, cho trái rất là sớm, rất là dễ đậu trái. Không có cần can thiệp làm trái gì luôn ha bà con. Cho trái chúng ta không có cần bao luôn, để tự nhiên như vậy ha. Một tháng thì chúng ta có thể là kinh doanh thu hoạch được trên cây một lần nha bà con. Từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 trở lên thì năng suất nó sẽ cao hơn. Rồi cái video này cô chú anh chị có gì thắc mắc không hiểu thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống sẽ tư vấn và trả lời cho quý bà con chúng ta mọi thắc mắc nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về mô hình trồng cây Sabo Cần Thơ. Xin chào và hẹn gặp lại.